Vâng, alo alo, vâng em xin chào tất cả mọi người đến với cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu nhá. Hôm nay bên em phục lại có một loạt những sản phẩm mới đẹp VIP mới về để phục vụ các bác. Thì các bác quan tâm những sản phẩm nào thì các bác cứ gọi điện cho em các nhé, bóc hết cho em. Vâng, và đặc biệt thì bên em cũng có một loạt những cái sản phẩm mới, sản phẩm đẹp này các bác nào treo hết một lượt lên tường. Hôm nay đa số bên em thì toàn những cái hàng hiểm, hàng phú điêu, hàng tạ khúc các bác nhé. Bởi vì đa số thì với những bác chơi đồng hồ, chơi sâu, chơi lâu năm thì những cái chiếc đồng hồ 8 côn thì các bác nhiều quá rồi. Nhưng các bác này đang muốn sưu tầm những cái chiếc đồng hồ nó cảm thấy nó thanh đạm, đúng không ạ? Cảm thấy nó nhẹ nhõm và nó cổ điển và nó hiếm các bác nhé. Thì sản phẩm gần đây thì em có xin like. Vâng, đây là con Z. Vâng, đây là con Z Dung Han song tiện. Đây là con Z 10 Trinity. Đây là con Kenji điểm song âm. Đây là một chiếc đồng hồ MF máy 10 chơi bản center chiêng. Đây là một chiếc đồng hồ, con này con mau thơ cổ các bác nhé, con mau thơ cổ. Con này thì về nguyên bản như này các bác nhé. Và đây là một bộ đồng, mà đây là một bộ đồng 3 món cực kỳ là đẹp. Tiếp theo thì em thấy có một chiếc thùng tạ cước, con này thì chơi 31 ngày, dòng rất hiếm với cho các bác nào lười, đúng không ạ? Các bác nào lười lên cót các bác nhé. Và đây những cái con tạ khúc, con này thì những cái con này thì dài trên 1 mét, nó khoảng từ 1 mét mấy, 1 mét bao nhiêu các bác nhỉ, con này nó khoảng từ 1m3 1m4 các bác, nó dài lắm luôn ý. Nó so với những cái con bình thường thì cực kỳ là dài, nếu mà để treo 1-2 con thùng dài thì phải nói là vô đối luôn. Con này nhà bác nào có điều kiện các bác chơi một đôi này, em nhìn hôm nay treo dàn nên là khá là đẹp. Thì sản phẩm đẹp nhất, độc nhất ngày hôm nay thì em xin like. Vâng các bác nhé, em xin like. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ LFF các bác nhé. Đây là một chiếc đồng hồ LFF xuất xứ từ Đức, một trong những cái hãng đồng hồ cực kỳ là hiếm có nhé, cực kỳ là hiếm. Chiếc này thì nó là dòng cao cấp và dòng này là dòng săn tìm có nhé, dòng săn tìm. À quên, còn em còn chưa ấn hai con tiện, còn hai con tiện đây nữa các bác này, còn hai con tiện nữa thì em sẽ ấn vào. Con này thì nó cổ sâu tuổi và được nhiều nền anh, nền chị, nền chú chơi những cái đồng hồ côn cổ sưu tầm. Thì con này, con LFS, như cái điểm đặc biệt của nó thì nó chưa mặt men các bác ạ. Thì các bác đã chơi nông, các bác đã chơi đồ cổ, đồ lâu năm thì các bác biết cái những cái chiếc LFS thì nó hiếm như thế nào, đúng không ạ? Nó đặc sắc như thế nào. Cái những chiếc LFS ở ngoài thị trường mà những cái chiếc tủ cây thì chắc chắn trên 100, còn những cái chiếc thùng dài mà cỏ thì chắc nó tầm 7 triệu. Đây, những cái thùng dài cỏ như này mà chỉ là bính bong các bác là nó tầm được khoảng 7-8 triệu rồi các bác. Còn đây là những chiếc dòng LFS mà nó lại mặt men các bác, còn 7-8 triệu là mặt nhôm thôi, còn đây là những cái chiếc mặt men. Mặt hai men thì nhiều bác hôm qua cũng thấy có comment là bảo là nó cao hay là cái, đúng không? Nó cao hay là bảo thế sao không đọc 3-40 triệu đi, thì thực ra thì các bác cũng phải lên tìm hiểu các bác nhé. Chứ bọn em thì cũng không phải là muốn đọc cao đọc thấp gì, đúng không ạ? Bởi vì là thực sự thì cái mặt men này thì nó rất là hiếm. Cái mặt men thì thực sự là tầm 4 triệu thì các bác cứ phải để hỏi các anh, các chú, các anh thợ ở dưới Nam Định. Các bác, các anh chú ở dưới Nam Định thì các anh sẽ mô tả cho các bác là cái mặt men. Chẳng như đây là cái mặt men 20 đúng không ạ? Cái mặt men 20. Con này bình bong các bác, con này chưa bình bong. Một vồ da của nó thì có vẻ là hơi mòn, còn một vồ da thì nó vẫn còn đấy, em thì nó tiếng nó hơi chang lắm nhé. Đây, con LFF thì nó rất là đẹp con ạ. Với những cái đường họa tiết hoa văn cổ điển. Con này thì các bác lên để cho bên em lau vỏ qua rồi các bác, đây là các bác nhìn nhỉ. Tuy nó cổ thì cổ nhưng vẫn còn những một số những cái nét sơn của sơn dày, người châu Âu người ta sơn dày lên đấy các bác. Thì nó hơi dày, trông nó hơi, đúng không ạ? Trông nó hơi bị dày. Và trên là mặt một vị thần các bác, trên là mặt vị thần, dưới thì có hai con tiện thõng xuống dưới, trông rất là đẹp các bác này, rất là đẹp. Với hai đường tiện trên vút lên và hai đường tiện dưới thõng xuống. Và đặc điểm trên đỉnh của nó thì nó có một cái con song tiện vút thẳng ngược lên các bác. Và trên chân thì nó có hình bát giác rồi, hình con thoi, hình bát giác. Đây là mặt vị thần. Những con này thì chắc chắn nó khoảng tầm 150 tuổi rồi các bác, nó khoảng 150 tuổi rồi. Vâng, và con này là thông thủy, là ba bên kính các bác, thông thủy ba bên kính. Đây các bác nhìn cho em này. Nhìn trong những cái con như này thì nó rất là cuốn, chỉ có những cái người nào chơi những cái dòng máy cổ, chơi những dòng sưu tầm thì các bác mới thấy được cái độ hiếm của nó các bác nhé. Bính bong các bác ạ. Đánh bính bong hơi kỹ các bác nhỉ. Không biết đánh bao nhiêu cái.
tầm 1 mét nào. 1m06 quá nhá. 1m06 và đo chiều ngang, cứ đo tạm chiều đáy đi. Đáy này nó cộng thêm phân nữa. Vâng, nhân với khoảng tầm 37 đó nhá. 1m06 nhân 37. Và dáng con này thì khá là đẹp. Mặt men hai lòng ấy này. Con này thì các bác nào quan tâm thì các bác gọi điện cho em có nhé. Bác nào quan tâm các bác gọi điện cho em, dưới có lắc mặt men. Chơi bính bong, các bác nhìn hai gông tách biệt nhau chưa ạ? Thùng vân gỗ mây đó. Đây các bác nhìn cho em, vân nu vện luôn. Ở đây là những cái dòng cao cấp ở bên dòng cao cấp ở bên Pháp, bên Đức gửi về ấy. Con này thì 15 phút điểm chuông một lần các bác này. Đánh 3/4. Đánh 3/4 các bác nhé. 15 phút điểm chuông một lần đấy, 15 phút bính bong một lần. Hiếm lắm các bác. Đúng ạ. Và tròn giờ các bác này. Tròn giờ nó chỉ điểm nhạc thôi các bác nhé. Đấy. Hiếm nhỉ các bác nhỉ. Mặt men. Mặt men này có lẽ mặt men 18 các bạn, mặt men 18. Có không biết có nhắc lại không. Thì có nhắc lại được. Rất là hay luôn. Đó, 15 phút các bác nhé, thì em xin nhấc của lắc ra. Con này thì một trong những cái con hàng cao cấp có nhé, một trong những con hàng cao cấp thì các bác quan tâm thì các bác cứ gọi điện cho em. Sao khó được ra nhỉ? Đây các bác nhé, phải rút ra nhé, ra cháu đứt làm mía. Được rồi, cầm lên cái điện thoại. Con này thì bên em chưa chỉnh nhạc, chưa chỉnh chuông nên là nó đánh. Con này chưa 15 phút, NFS đây các bác này. Đấy các bác nhìn này. À quên. Con này con nen kích các bác, con này con nen kích. Seri 22221 các bác này. 1 Winton. Con này con nen kích các bác nhé, con nen kích. Con này siêu hiếm luôn. Len kích bính bong. 15 phút điểm chuông. Mặt men hai lòng. Đoánh bính bong, hai gông vòng tách biệt các bác này. Các bác nhìn một gông trong này. Em cứ dòm phóng to ra được. Một gông trong này. Một gông ngoài này. Bính bong các bác nhé. Cái vồ da này thì một vồ da nó còn các bác này. Và một vồ da nó bị cụt nên vừa xong các bác nghe tiếng nó hơi cheng cheng các bác này. Tất cả thùng nó có vân nu rất là đẹp luôn. Để em ghi vào đây. 1m06 x 37. 15 phút len kích. Mặt men. Con này hiếm lắm đấy các bác, hiếm siêu hiếm luôn. Thì con này thì cũng khó tìm thấy ngoài thị trường lắm các bác. Len kích các nhé. Len kích 106 nhân 37 15 phút điểm chuông. Đấy các bác gọi điện các bác nhé, alo các bác nhé. 15 phút đen kích điểm chuông 1m06 nhân 37 15 phút điểm chuông. Đấy, giá các bác gọi điện cho em nó hiếm lắm. Tiếp theo thì em có xin online một chiếc đồng hồ. Con này có lẽ là con gì mặt men, có lẽ con gì mặt men có không biết phải gì không.
Vâng, con này thì nó là dòng song kiện dài, có những dòng song kiện dài con khoảng tầm 1m3. Và hơn nữa thì con này thì bao zin nguyên bản, các bác nhìn nhìn cho em những cái đường con tiện, đúng không? Những cái đường con tiện, những cái quả, đúng không? Những cái quả, những quả lấm luôn. Và con này kính thông thủy 3 buồng ấy, thông thủy 3 buồng. Con này rất là dài, đúng không? Rất là dài. Treo lên nhà thì các bác nhìn cho em, độ treo lên rất là bề thế, rất là đẹp. Mặt men của nó thì để em đo có mặt men xem là mặt men bao nhiêu. Phải đứng ghế người nó thấp. Vâng, 18 phân rưỡi. Con này thì có kim rốn không nào? Con này thì có kim rốn đấy. Đấy, kim rốn thì nó quay các nhé. Khi mà quả lắc nó đụng đông ra đung đưa thì quả lắc nó sẽ cái kim rốn nó chạy. Đây chính là kim dây, mặt cũng là mặt men hai lòng kim dây đấy. Đời cổ có nhé, đời cổ. Tay quay thì con đấy, tay quay cót. Bách hộ rất là đẹp, để em đo xin đo kích thước. Và con này điểm đặc biệt thì đánh một gông đồng bạch các này. Không biết có đánh không? Nó đang chạm gông quá. Nó bị chạm gông. Con này chơi một gông đồng bạch các nhé. Chơi một gông đồng bạch trông rất là đẹp luôn. Con này con hình như con Kenji quá. Con Kenji đúng không? Con này con Kenji. Chơi mặt men. Đây các bạn nhìn cái mặt men này rất là đáng tiền này. Em cứ zoom vào ở các cái chỗ xa. Đấy, Kenji quá, Kenji đánh một gông đồng bạch và song tiện. Con này thì nhìn màu từ trên xuống rất là đỉnh các bạn ạ. Tiện rất to, to như cổ tay luôn các bạn, to như cổ tay luôn. Đấy, với những cái đường nét này, song tiện này, trên có cái mái như hình tương kim tự tháp. Trên này còn có cái đỉnh song tiện các bạn ạ. Đấy, trên này có đỉnh song tiện và trên này có mái, cái mái như của hai cái tay rơi các bạn. Và em xin đo kích thước nhé. Con này cao to lắm. 1m40, 1m40, 1m41 cơ các bạn. Cao nhỉ. Nhân 38 nhân 48. Ui, con này quá khủng luôn. Mặt men. Kenji. Men. 1m41 nhân 38 cm. Con này thì em báo 10,2 triệu. Bao dầu cơ nhá. Bao dầu 10.200.000 bao dầu các bạn ạ. 48 mà anh khoảng 38. Bao quên 48. Số rất to luôn. Đấy, dòng này dòng song tiện khủng mà mặt nó là mặt men quá nhá. Mặt nó mặt men đấy. Con này đáng để sưu tầm luôn ạ. Treo lên nhà cực kỳ là bề thế của những cái mặt men này, này thì rất là ít và rất là hiếm. Thì các bác có thể tìm vào trong những cái trang đồng hồ cổ này. Rồi các bác tìm vào trang hội Odo Facebook này. Thì các bác là có cái mặt men nào hai lòng mà mặt men dày, mặt men cổ bán cho tôi, chắc chắn cái mặt này người ta cũng giao cho các bác dưới 5 triệu thôi. Chắc chắn nó phải tầm 5 triệu rưỡi. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ ông Tây đánh chuông đó nhé. Một chiếc đồng hồ ông Tây đánh chuông. Mẫu này là mẫu size lớn. Mẫu size nhỏ thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm này các bác này. Và nó rơi vào khoảng tầm 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 7 các bác nhé. Ông Tây size nhỏ. Còn đây là kích thước là size đại. Trên là có ông Tây đang gõ chuông, dưới là có quả lắc. Cái dòng này thì quả lắc nó cùng đời với quả lắc của con 57, 58, 62 các bác. Và con ông Tây đánh chuông này thì nó sản xuất ở những năm 1955 các bác nhé. 1955. Nó trước đời con 62. Và chuông của nó đánh thì rất là hay các bác ạ. Trông hay lắm. Rất là hay đúng không? Ôi xưa, cái to quá nhỉ. Nào, đưa điện thoại quay sát vào, đừng quay xa đi. Nhiều lúc các bác nhìn cũng thấy nó cái lai đính nó còn hơi trượt tí các bác. Đừng, em chỉnh lại vô ra một chút. Con này nó đánh to ơi là to luôn các bác. Nó đánh kinh khủng luôn ý. Úi xồi. Đây các bác nhá. Em sẽ mở ra và em sẽ mời ông ấy đánh chuông. Mời cụ Tây đánh chuông. Đừng quay mặt đồng hồ, phải quay ông Tây này. Đấy. Úi xồi.
Vâng, đây là chiếc ông Tây đánh chuông size to, size đại các nhé. Size to, size đại. Chiếc này thì có đo kích thước cho các bác luôn. Nhà có con cúc cu mà sao có ông Tây, không có cái con bản quét, các bạn chơi hay lắm. 57 các nhé. Để kê. Úi xồ, đánh to nhỉ. 57 x 42 và em xin sale với giá 6.100.000 các bác. Giá đại sale hôm nay các nhé. 6.100.000 một chiếc đồng hồ ông Tây đánh chuông size lớn các bác. Thường thường như bọn em đều ra tầm khoảng tầm 6.500.000 những con như thế này các bác ạ. Nhưng hôm nay cực kỳ giá tốt. Và con này con size đại các nhé, size đại chạy quả lắc. Còn thường thường size tiểu con ông Tây đánh chuông size tiểu nó nhỏ như tầm này, như quả lắc, nó như quả lắc bay bò, nhìn nó không phê, không sướng quá các bác ạ. À, mặt nó thì có một chút màu thời gian các bác này. Đây, hình như có một vết xước nhỏ này các bác. Nhìn thì không rõ quá nhé. Và tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ. Vâng, con này con cúc cu, con này thì bên em cũng mới về có nhé. Mới về hôm qua thì em nay một con thì bán cho ông anh ở Mê Linh rồi các bác. Hôm qua em bán cho con Mê Linh. Nhưng con này con to nhất, con vĩ đại nhất các nhé. Và con này cầu kỳ nhất, đẹp hơn con hôm qua, to hơn cả con kia mà to nhất trong mấy con bên em về gần đây. Bên em về gần đây là được chục gần chục con cúc cu thì hầu như các bác đến các bác lấy hoặc là các bác đặt để bên em gọi điện. Nhưng con này thì nó là con to nhất, các bác to nhất, vip nhất. Và đồng thời cái giá tiền của nó thì cũng cao hơn các con kia khoảng tầm triệu hơn triệu các nhé. Thì con này thì cái điểm đặc biệt của nó thì nó là quả tạ, nhìn quả tạ 1,5 cân, gỗ là gỗ sồi, gỗ con này nó là gỗ sồi các bác, gỗ sồi như sồi kiểu sồi này sồi như có sồi sấy các bác, sồi sấy cháy hay màu gỗ các bác nhỉ, quan sát màu nó rất là đẹp luôn đấy các bác, màu gỗ nó xuống màu mà màu là màu lâu tuyền luôn các bác, đây các bác nhìn màu zin nguyên bản của màu gỗ này các bác. Và cái lưỡi này các bác nhìn cái lưỡi bò này nó to này, lưỡi cực kỳ to luôn. Chuông nó to, nó không chuông con hôm nọ nó chỉ bằng đúng trong cái vòng này. Chuông con hôm nọ một bên nhỏ như này mà một bên nó chỉ bằng đúng cái vòng trong này. Con thỏ cũng vậy mà con chim cũng vậy, nó rất là to. Con hôm trước thì nó chỉ có 4 người thôi, con này nó có tận 8 người các bác. Nó có 8 người nhảy múa, 4 đôi tình nhân nhảy trên làm nền thảm cỏ xanh, đúng không ạ? Trong thì có cửa con cúc cu đến giờ thì nó đánh. Và được đặc biệt là 90% là tất cả những cái con cúc cu là trên này thì bằng nhựa các nhé. Tất cả bằng nhựa, nhưng đặc biệt nhất con này thì nó bằng gỗ con này. Nó bằng gỗ thì nó tiện, thủ công rất là kỹ. Thì em có thể gửi video của những cái người thợ thủ công bên Đức, người ta làm cúc cu, em có cái video á ở bên công ty người ta gửi, ở trên website đấy các bác, người ta gửi. Đầu con hươu thì rất to, mẫu này mẫu đại nhất. Và đây là hai khẩu súng săn. Và đây là những cái nửa gỗ và gỗ sồi được người châu nghệ nhân người ta gọt đẽo bằng tay, rất là nghệ thuật. Và cái bộ máy này có nhé, cái bộ máy này thì nó to gấp rưỡi bộ máy cúc cu bình thường có nhé. Bộ máy cúc cu bình thường thì nó chỉ có vỏn vẹn bằng từ cái con này, từ cái vành này cho đến đây. Nhưng con này nó bằng cái này, nó còn vượt qua cả cái vành này các bác. Để lúc nào em sẽ chụp và em sẽ so sánh hai con cho các bác nhìn cùng trong một cái hộp, cùng trong bộ máy. Con này thì máy nó nằm ngang như một chiếc thùng bè, còn con kia thì nó chỉ vuông bé tí như con tạ khúc nhỏ các bác, nó hoàn toàn khác. Và con này thì nhạc thì nó đánh là nó quay nó chậm, và tiếng hộp cúc cu thì nó hơi nó tiếng ở nó ộp nó nhẹ, và tiếng kiểu nó có vẻ nó như kiểu thùng rỗng kêu to, là nó thùng rỗng các bác, ộp nó như kiểu con ếch bụi kêu vào ban đêm các bác. Và hơn nữa thì cái lá gió quá, nhìn này, cái lá gió thì riêng con này có cái lá gió rất to, các con kia là gió bé tí, con này là gió đứng, còn mấy con kia là gió nó như kiểu là gió cánh quạt một cánh. Thì em xin gửi các bác nhé, con này nó là loại dòng phân khúc to, có cần ngắt chuông thì con này có cần ngắt chuông. Hộp hơi to quá, quay một lúc nó mới ra, nhảy một lúc nó mới ra nhạc các bác. Vâng, 4 đôi đang nhảy múa đúng không ạ? Và
Không những bộ máy to các bác, âm của nó cũng khác hoàn toàn mấy con hàng chợ, cái con cúc cu chợ mấy hôm vừa rồi em nai các bác. Mấy con hôm vừa rồi nó kêu cứ the thé cúc cu cúc cu, xong là bắt đầu nhạc nhảy rối rít lên, nó không ấm như nhạc này. Nhạc con này ấm như kiểu chơi kiểu ô đô cũng thế các bác. Chờ độ thế, những con Odo 36 nó ấm ấm và nhạc nó trầm người này. Đây con cúc cu lại thế. Máy rất là to, cơ chế to, nhưng tiếng của nó hộp là ấm. Đây các bác nghe này. Nó rất điềm tĩnh đúng không ạ? Sâu lắng đúng không ạ? Vâng, con này bác nào quan tâm các bác gọi điện cho em có nhé. Quan tâm các bác gọi điện cho em. Con này là con máy lớn các bác nhé. Con cúc cu máy lớn và vỏ cũng lớn, sừng tất cả bằng gỗ tất cao nhé. Nó không như mấy con hôm nọ là sừng xiếc bằng nhựa các bác, bằng nhựa đúc xong người ta phun màu vào. Con này bằng gỗ mà con này là con to đấy, các bác nhìn cho em những cái con đồng hồ bên cạnh đúng không ạ? Những cái con mà tận size 48 các bác. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ, con này cũng là con tạ cước rất là lớn. Con này thì bên em bao lau dầu, con này có lẽ là con, chắc là con gì các bác. Em sẽ tháo máy ra. Trong mấy con này thì nó đồ sộ lắm các bác, treo một đôi con này thì em báo giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy các bác. Con này thì em bao lau dầu luôn, những con hàng kỹ, con hàng đẹp, con hàng chất lượng thì bao lau dầu luôn. Đây em quay xa một chút để các bác có thể bắt bắt đường cược độ sóng quá đây. Đấy. Đẹp không? Dài không các bác? Toàn những con dài khủng thôi các bác nhé. Treo lên tường các bác, treo lên cột thì nó phải nhất quả đất luôn. Đấy. Con kia thì không phải tạ của nó đâu. Con này mấy con tạ của nó ngắn hơn mà nó tròn nó vuông, nhìn trông đẹp nó điệu hơn các bác. Em nhắc tạ mấy con tạ của con tạ khúc lên. Đuôi này các bác nhé, đuôi rất là đẹp này, đuôi các bác nhìn cho em, đuôi giật nhiều cấp luôn, zin nguyên bản này các bác này, đúng không ạ? Đây với những cái đường cột hoa lá tây cổ các bác nhé. Đấy. Với những cái đường của những cái hoa, những cái cột được tiện tay thôi, với những cái cột được tiện tay. Chơi những con này treo vào cột và nhất là nhà gỗ cổ thì nó đẹp lắm và nó mang cái âm hưởng dấu ấn thời gian, cái mong mang cái hơi vị đậm chất châu Âu. Và khi đó một tuần thì nó mới thả xuống các bác nhé. Một tuần thì hai cái quả này nó mới thả xuống đây các bác. Thế mỗi ngày nó chỉ thả có một tí này các bác, mỗi ngày chắc nó thả tí này. Bao giờ đến hết một tuần thì nó mới xuống. Lắc thì lắc to các bác ạ. Và nó thả xuống thì cái bánh xe nó quay nó rơi xuống. Mặt là mặt men các bác nhá. Mặt này con này chắc mặt men 18. Đây các bác nhìn trông em khuyên như cái rốn, các bác nhìn trông đẹp nhỉ. Mặt men là mặt men dày giống như mặt men dày mấy cổ. Trên là có vị thiên thần luôn này. Và trên thì có con ngựa. Bác là tuổi ngựa mua con này quá là hợp. Đây cái con tiện zin như cái loa. Chơi những cái con này thì nó đẹp lắm và nó chơi nó sang lắm. Con này thì em xin sale là 9.400.000 em bao lau dầu các nhé. 9.400.000 bao lau dầu mặt men nhé các bác, mặt men to dài. Con này cao 1m này. Con này cao tận 1m35 các bác, 1m35 và ngang 40. 9.400.000 bao dầu. Phải dán vào đấy luôn. Đây, to vừa to vừa dài trường rồi. 9.400.000 bao dầu thì trừ dầu tiền dầu đi còn được khoảng 9 triệu các bác đúng không? Máy cổ là bọn em lau dầu phải tầm 500 rồi các bác. Đấy, con này nữa các bác, con này đồ sộ hơn chút các bác. Nó có đánh một gông đồng bạch các bác, giá có 10.200.000 mà chơi con gông đồng bạch thì nó sướng quá. Còn con này thì gông vòng. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ, hãng này là hãng Ronen các bác. Ronen thì con này chạy 31 ngày, em ghi thấy chữ 31 kia nó là 31. Con này thì chạy quả lắc các bác, chạy quả lắc. Hai quả này thì nó để decor thôi các bác, nó để decor thôi. Con này mẫu dài, 1m1 em cứ dán hẳn lên đây cho các bác nhìn thấy kích thước. Nó có một cái tâm dọi các bác, có một cái tâm dọi. Để đóng cửa qua chứ, ấn vào là nó sập vào, nó có hít mà. Đấy, nó có hít mà. Đấy. Con này thì rất là dài, có nghĩa là cao 1m1 nhân 38cm, có là 1m1 nhân 38cm, con này rất là luột. Đấy, các bác nhìn cho em từ dưới lên trên nữa, rất là luột luôn. Mặt con này thì mặt lớn có nhá, mặt cực kỳ là lớn luôn. Với các bác nào mà lười lên cót thì bác chơi con này này. Đấy,
hai bên này, hai bên tạ đúng không ạ, ở giữa là quả lắc. Một tháng lên một lần các bác, một tháng có dư lên một lần. Mặt lớn đấy các bác này, điểm cong vòng quá nhỉ, điểm cong vòng quá như khóa Kenji quá nhỉ, quá y đúc khác quá Kenji luôn. Đây em có cua chua các bác nghe thử không nhé, không biết âm nó có ra gì không. Còn hay phết các bạn. Đấy, hai quả tạ thì sáng trắng các bác. Lắc cũng vậy. Và đây là cân tâm của lắc các bác này. Từ cái tâm này xuống tâm này thẳng thì các bác treo lên thì nó đấy gọi là cân tâm. Con này quả hít đi con ạ. Con này quả hít. Con này nó khoảng làm cũng thời gian khoảng tầm chắc những năm 198 mấy các bác. Khoảng những năm ấy nhìn trông cũng rất là bền, dài độ mà trông nó dài, đồ sộ có nhé. Trông nó dài. Con này thì em xin sale với giá 7 triệu thôi các bác, 7 triệu nguyên bụi này các bạn. Đấy, vừa dài, vừa to, vừa đồ sộ luôn. Và cho các bác lười lên cót thôi, cho các bác lười lên cót thì những cái con đồ sộ này thì chơi thì quá là đặc cấp luôn các bác. Có dài mét mốt mà. Đấy, em quay trực tiếp, em quay gần để các bác nhìn nhé. Đúng không? Trông đẹp lắm các bác. Các bác có bị khó nhìn đúng không ạ? Và tiếp theo thì em xin một số những sản phẩm dưới đây các bác nhé. Một số những sản phẩm dưới đây em có ngày hôm nay. Thì sản phẩm đầu tiên dưới này thì em cũng xin là con Di Song Tiện trước các bác nhé. Đây là một chiếc đồng hồ Di Song Tiện đơn, dòng Song Tiện cổ các bác nhé. Dòng này thì chắc chắn trên 100 tuổi rồi. Con này thì tất cả màu zin, các bác là nhìn màu zin này. Đấy, nhìn màu zin theo Song Tiện. Con này thì có 4 con tiện, thùng nội to dài quá. Chơi những con Song Tiện cổ này thì nó đáng tầm. Con này thì nó cao khoảng tầm trên 1 mét đấy các bác. Đo xong phải trên 1 mét để các bác nhìn. Vừa to vừa đẹp quá. 1m02 và ngang. Ngang nó thần tượng là 40 ạ. 1m02 x 40. Con Song Tiện này rất là đẹp, không bối mọt các bác nhé. Mặt đây, mặt kính cong trên kính mày vát cạnh. Và mặt này đúng không? Mặt này thì trên chắc chắn trên 100 tuổi rồi. Bên trong thì số La Mã, bên ngoài là số đêm các bác, số 24 giờ. Quả lắc đây các bác. Con này còn Di Dung Han, đời Di Cối Say, đời Di Cổ. Dòng này thì đánh tiếng nó trầm, chắc và âm của nó ngân các bác nhá. Cổ côn là Di Bộ Đội, Di cổ côn xanh các bác nhá. Đây đời là đời Di Cối Say các bác, đời Di Cối Say. Đấy, 8 côn. À quên. 5 côn 8 búa, 5 côn 8 búa chơi bản Westminster. Dòng này thì cũng được khá nhiều các anh chú đời chơi đồ cổ sưu tầm, đời Di Cối Say để dùng rất là bền. Nó mang cái dấu ấn thời gian và nó bền các bác ạ. Và âm của nó ấm, nó chắc, nghe nó thích lắm. Con này thì em xin sale với giá 6 triệu 9 không? Một con đồng hồ cao hơn 1 mét ấy các bác, hơn 1 mét này nó, nguyên cái vỏ con Di này mua cũng phải tầm 6 triệu 9. Vâng. Mua cái vỏ không, những cái con mua vỏ không đã tầm 5 triệu, không thể mua nổi các bác. Còn chưa nói bộ máy Di. Bởi vì nó là con Song Tiện to, nó là Song Tiện Zin của dòng Di. Và tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ Di Dung Han con ấy. Một chiếc đồng hồ Di Dung Han, con này là con máy 10 Chinichi, chơi hai bản nhạc. Vâng, nó chơi một bản Westminster và một bản Di 10 Chinichi, một bản quốc ca Đức các bác nhé, một bản quốc ca Đức. Con này thì nhìn cái vỏ rất là đẹp, là luột các bác này, đúng không ạ? Thùng gỗ sồi, kính rào ba mảnh các bác nhé, kính rào ba mảnh với những cái đường, với những cái đường chỉ chạm rất là luột các bác này, với những đường chỉ mớ. Đây logo logo gì các bác nhé, trên cũng trương rất là đẹp. Con này về nó có sức sức tí kính thì em thay cho các bác tấm kính khác các bác nhé. Đây thùng đây các bác này, vừa không tránh khỏi khi mà vận chuyển công các bác này. Còn để nói thì đây các bác nhìn cho em, kính dưới kính mài zin hết này các bác, với những cái đường kính của châu Âu. Con này thùng trong thế rất là sạch, quả lắc thì vàng ươm các bác nhé, quả lắc vàng ươm. Đây mặt đây ạ. Con này thì nó là dòng này chơi bản quốc ca Đức các bác ạ. Con Chinichi này thì bản Chinichi này nó đi vào huyền thoại đồng hồ và nó chơi bản
Chinichi, một trong những cái bản nổi tiếng nhất của người Đức. Và người Đức người ta lấy bản Chinichi này, nó làm quốc ca quá. Nó làm quốc ca. Đấy, khi nghe chuông, nghe nhạc thì các bác bỏ ra bớt thì nó âm nó sẽ không dẹt. Và các bác cụ về các bác không nên để cái gì vào đồng hồ quá nhé, bởi vì nó ảnh hưởng đến âm quá, nó ảnh hưởng đến âm đó. Thì em thử chuông qua các bác nghe thử có nhé. Vâng, bản Chinichi này thì một bản rất là hay, nhịp nhàng, ngân, được nhiều người sưu tầm. Ngày trước một con Chinichi này thì máy 10 này thì nó còn đắt hơn cả con Odo máy 10 các bác. Bởi vì tại sao nó đắt hơn ạ? Bởi vì người Đức các bác, người Đức người ta lấy cái bản Chinichi này, nó là bản quốc ca, nó như kiểu bản tiến quân ca của Việt Nam ấy, đoàn quân Việt Nam đi chung nó cứu quốc đấy các bác. Nên là tại vì thế thì người châu Âu người ta khi mà các cái này thì người ta hầu như người ta không giao lưu, người ta không buôn bán các bác. Bởi vì là nó mang cái âm hưởng, nó mang cái khí thái hào hùng của người Đức các bác nhé. Cầm cho anh cái. Nên là người ta mãi về sau này thì nó mới nhượng cho anh em Việt Nam mình chơi, thì mới bắt đầu người Việt Nam mình mới bắt đầu là có đồ để chơi. Âm hay phết nhỉ. Vâng, mà em xin chuyển bản Webington các bác nhé, bản truyền thống. Chơi hai bản nhạc. Chơi bản Chinichi này nhất quả đất rồi đúng không ạ? Chơi con Odo 10, con G 10 nữa thôi, nghĩ chơi đồng hồ. Nó chưa, nó bị chạm côn rồi các bác. Nó bị chạm côn các bác nhé. Em chưa kịp. Vâng, con này thì em xin siêu giá tốt rồi các bác nhé. À quên, em xin quay bộ máy và bộ côn. Bộ côn con này thì phải nói là xanh nét các bác nhé. Đây, cứ quay đây. Đây, bộ côn này các bác nhé. Bộ côn rất là đẹp thì các bạn này, bộ côn đẹp xanh nét còn bỏ lẹt các bạn này, đúng không ạ? Và đây bộ máy con này thì có đời ZGB mỏ neo các bạn này, ZGB mỏ neo. Đây là cái thời là Z nó đã mua lại cái hãng GB các bác, và nó chạm cái hình mỏ neo ấy, đời mỏ neo GB. Đấy, rất là đẹp. Máy B. Con này thì em xin siêu giá tốt thôi các nhé, xin siêu giá tốt thôi để anh em cùng chơi hoặc các anh em thợ về có thể giao lưu buôn bán được đấy các bác ạ. Những con G10 này ai cũng muốn sưu tầm các bác, ai cũng muốn sưu tầm, ai cũng muốn chơi, bởi vì là con này thì cao cấp nhất của dòng máy Đức các nhé, cao cấp nhất của dòng máy Đức. Và em xin đo kích thước và em sẽ kính rào ba mạch. Vâng, các bác đợi em chút em. Vâng, thì con này thì nó có kích thước là 74 x 34 cm, thùng khá là lụt này. Và em xin sale giá cực kỳ sập sàng ngày hôm nay, giá 8.800.000 một con G10 Chinichi, chơi hai bản nhạc có nhé. 8.800.000 một con G10, các bác không thể nghe nhầm đâu. Vâng, tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ Kenji. Chiếc này thì nhìn trông khá là đẹp với những cái đường kính rào con này. Với những cái đường kính rào nhìn trông rất là đẹp. Đây các bác nhìn cho em. Đây là bộ kính rào, đúng không ạ? Sâu vát cạnh các bác nhé. Con này thì sâu đến cả phân, các bác nhìn cho em, tay sờ còn lõm cả tay luôn này các bác này. Sờ còn lõm cả tay luôn. Kính thì kính thủy, nhìn trông vàng ươm các bác ạ. Với bốn góc họa tiết đồng, bốn góc họa tiết đồng. Trên cũng họa tiết đồng các bác nhé, trên cũng họa tiết đồng. Với những cái đường bi chặt hạt rất là nuột luôn. Có đuôi có đáy các bác này. Hai bên cửa sổ
quả lắc đây các nhé, quả lắc rất là đẹp đây các bác này, quả lắc đẹp quá đây. Mặt đây các bác nhé, mặt 18, mặt này thì mặt zin này thì gọi là một mặt siêu đẹp của Kenji rồi đúng không ạ? Được dựng lên không biết nó có đánh chua, con này điểm song âm các bác nhé, điểm song âm này các bác này. Không biết nó có đánh không? Dầu các bác đã đánh như có người kéo lại các bác. Tiếng ấm các bác nhỉ. Đó các bác nhé. Thì đó là hàng chưa lau dầu thì các bác chỉ nghe sơ sơ thôi bởi vì cái lực nó đánh rất là yếu. Vâng, con này là con đồng hồ Kenji cổ, có Kenji cổ điểm song âm. Thì khi mà lau dầu thì các anh thợ sẽ căn chỉnh và cái lực của nó đánh thì lúc ấy cực kỳ là căng quá, cực kỳ là căng. Để hai các bác nhìn hai thanh côn điểm giờ điểm song âm nó cực kỳ là dài. Cái dòng điểm song âm này thì nó hiếm hơn cái dòng điểm 40 bốn búa rất là nhiều bởi vì những cái tiếng song âm này nó nghe nó rất là sâu và cái côn bên điểm song âm thì nó dài hơn và nó ngân hơn những cái dòng khác các nhé. Các bác nghe thử chưa? Đúng không ạ? Đúng ạ, tiếng thì nó rất là sâu và cái vồ ra thì nghe âm nó rất là hay luôn. Đây, của côn logo Kenji thì các bác nhé. Và bộ máy. Đây, bộ máy vàng ươm này các bác này. Ok. Một con đồng hồ Kenji cổ điểm song âm các bác nhé, đầy đủ. Con này các bác thợ nào cũng múc này, dễ về dễ mua dễ bán lắm các bác này. Đo kích thước cho các bác. 80, họa tiết đồng nó nhiều quá cả kính nhỏ, kính thủy, bông hoa, kính dày. 80. Con này thì em xin sale với giá 4.700.000 các bác này. 4.700.000 mà các bác đã có đồng hồ điểm song âm. Còn các bác kiếm đâu được cái kính thủy, cái tấm kính mài được như thế này các bác. Đấy, tấm kính mài bũ hoa như thế này. Tấm kính này một trong kính cực kỳ khó làm các bác. Bốn góc họa tiết đồng. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ máy 10. Các bác nhé, một chiếc đồng hồ MF máy 10 chơi bản Center Chiêng, một bản nổi tiếng nhất của nước Pháp hiện tại. Nó được những cái người người ta tưởng niệm, người ta tưởng nhớ đến những cái người đã có công với đất nước, với công với đất nước. Con thùng này thì một trong những mẫu thùng rất là đẹp này các bác này, mẫu thùng rất là đẹp. Con này thì dưới kính thủy các bác nhé, dưới kính thủy. Đấy, dưới kính thủy nhìn trông rất là đẹp, còn là độc các bác này. Và cái thùng các bác nhìn cho em, cái thùng này để nắp 36 phải nói là đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Thùng ruột không mối mọt các bác nhé. Thùng rất là sạch luôn các bác. Nhìn đẹp leng keng luôn. Mặt đây các bác, mặt MF đúng không ạ? Con này thì âm hay các bác nhé, âm hay, giúp máy cho các bác xem. Đây các bác nhìn này, củ côn thì chơi như củ côn, nó con Odo 3610 luôn các bác, củ côn chữ M luôn. Về các bác nào mà về các bác lưng thì các bác cứ lưng con này lên cho em, con MF này lên cho em. Bởi vì con MF là gì ạ? Nó là thằng tiền thân của con Zizot các bác. Con Zizot máy 10 thì người ta gọi là con MF các này, nó chưa bảo xin chiêng này. Nó chơi củ gai như Odo 36 gai luôn các bác này. Con Odo 36 chơi củ gai, con này thì nó được thừa hưởng bởi con này nó khá sát với đời Odo quá. Ngày xưa thằng Odo nó mua lại thằng Zizot này các bác. Nhưng mà con máy 10 thì nó gọi là con MF, còn con Kalex thì nó 10 gọi là Angelus các nhé. Đúng không ạ? Nó là con
đi rốt như nào, nên là nhiều bác mua về để lâng các bác. Cái con củ côn trắng thì nó còn con củ côn trắng của nó còn 20 mấy triệu các bác. Vâng, và con này thì em xin sale giá tốt, nó kích thước luôn. Đẹp. 70 x 35 và em xin sale với giá 6.500.000. 6.500.000 một con máy 10. Chơi bản xanh tơ chiêng không nhé. Và tiếp theo thì bên em mới về con song tiện này, thì nó nguyên bản về như này, các bác nào lau dầu thì bên em nhận 300.000 đúng nhé. Con này con khủng có nhé, con này con khủng đo kích thước luôn để các bác biết cái độ khủng, kính rào con thoi này các bác này. Con này cổ trên 100 tuổi rồi, con này 100 mấy tuổi. Con này có cả dưới có con tiện luôn, là 97 các bác. Dưới bao các bác con tiện dưới này luôn đấy ạ. Còn về các bác làm cái màu trên. Vâng, dưới này trên là tầm kính thủy các bác. Với các bác thợ nào yêu nghề, con này con mau thơ các bác. Con mặt này con mau thơ đây. À đây nó có song tiện đây này các bác này, nó có tiện đuôi đây này. Nó có tiện đuôi. Mặt đấy ạ. Mặt này mặt số lỗi các bác nhá, mặt số lỗi có nhìn thấy số lỗi chưa? Về các bác vệ sinh sạch cho em. Con này thì em xin sale giá cực kỳ tốt luôn. Đấy. Con này thì nó có màu vào thì bên em chắc phải bán tầm trên 5 triệu các bác. Đi cái hôm nọ nó có màu là bán trên 5 triệu. Nhưng còn con cuối cùng thì thôi em xin sale các bác, em xin sale lỗ con này. Thì con này thì em xin sale với giá 3 triệu được các bác này. To khủng này có giá 3 triệu con song tiện cổ. Đánh cung vòng đấy các bác, song tiện cổ đánh cung vòng mà con này nó vừa to uy nghi, về các bác thêm cái màu bảo anh thợ mộc độ khoảng 200.000 làm thêm cái màu nữa thì nó phải nói là đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Thì bên em không có thời gian. Cuối cùng đây thì em xin nay một bộ đồng 3 món các bác nhé, một bộ đồng 3 món, một trong những bộ hot nhất dạo gần đây. Thì đây là bộ cao, đây là một trong những bộ tuyển chọn, bộ cao cấp bên em gửi về quá. Đây thì em xin quay. Bộ này thì nó có cân nặng nó khoảng tầm khoảng gần 25 cân đồng quá nhá, khoảng 23 cân rưỡi cho đến 25 cân. Tay lến thì nặng, cái bộ này nặng khoảng tầm 6 cân rưỡi. Và con này thì nó là một trong những bộ đẹp nhất được bên em chọn từ bên châu Âu về, với những cái đường họa tiết hoa văn xoắn xoắn đúng không ạ? Nó xoắn mềm, mềm ơi là mềm luôn. Ở giữa là cái mặt của một vị thần, nó nhả cái những hoa quả ra để nó tượng trưng cho sự ấm no. Và đây, các bác nhìn cho cái bầu đúng không ạ? Đây cái những cái đường hoa văn. Các bác có thể mua những cái bộ khác nó trôi nổi thì với những cái đường hoa văn này hầu như là không có các bác. Nói không với hoa văn ở những cái bầu này và những cái lá này các bác nhé. Và nhiều lúc những cái hoa này nó hầu như nó cũng chả có lá, có hoa, có quả đâu. Nó có quả nó cỡ tù tù các bác. Thì các bác thêm được khoảng triệu nữa thì các bác mua những cái này nữa thì nó mà kích thước cân nặng và độ tinh xảo, độ vàng nó vàng hơn đúng không ạ? Đây này, em nói đâu xa các bác này. Thâm xì đúng không ạ? Và đây, mặt này, con này thì bộ ở giữa thì ngang khoảng tầm 40 các bác, ngang 40 và cao 62. Các bác ngang 40 và cao 62 với những cái đường nét hoa văn các bác này. Lổi từng tí một, các bác phải nhìn từ trong góc. Chơi hàng kỹ thì các bác, đúng rồi, các bác đã chơi đồ thủ công mỹ nghệ chưa ạ? Những cái đồ thủ công mỹ nghệ ở châu Âu cũng vậy, người ta đặt về cái giá cả rất là cao. Các bác đã chơi khảm ốc xà cừ hay là chơi những cái tranh thêu chưa ạ? Đúng không ạ? Với những cái đường nét chắc xảo này hay là những cái đồ chạm khảm đúng không ạ? Chạm khắc đúng không ạ? Giá một trời một vực luôn. Nhưng tại sao mà bên em vẫn được cái giá nó như này? Bởi vì đây là mua hàng cũ và mua giá xô. Có cao lắm thì bảo thế sao cũ mà cao tận hơn 500.000 đúng không ạ? Nhưng mà các bác có bảo đi ông thợ đục, ông thợ chạm mà đục một cái cây gỗ mà tượng di lặc đi, các bác thêm chục triệu nữa, đang bộ bình thường đục 5 triệu các bác thêm 5 triệu nữa 10 triệu nó cũng không được luôn, đúng không ạ? Bởi vì là khi đó thì người ta bỏ rất là nhiều công. Nhưng mà đến mai sau thì bỏ cái bức tượng ấy ra thì các bác bỏ nó đục rất nhiều công thì các bác cũng chẳng tính được cái công nào, bởi vì là có nhiều bức nó xem như các bác, hoặc là nó xấu hơn một tí nhưng mà tại sao người ta bán giá tốt thế, mà sao bán giá cao thế, lúc ý thì khó thì tả được đúng không ạ? Đây các bác này, những cái bộ này để nói người châu Âu người ta cũng đi làm thủ công các bác, cũng thủ công như kiểu làm nghề thủ công của mình thôi mà làm được cái như này mà giá rất là tốt luôn. Em dựng lên con này thì em xin sale với giá 14.300.000 bụi cho các bác nhé, 14.300.000 bụi. Con này máy đẹp lắm đây các bác này, chơi bính bong ấy, đánh hai chén này các bác này, chơi một chén trong chén ngoài.
Vâng, chén trong chén ngoài các bác nhé. Con này thì em xin sale với giá 14.300 các bác nhé. Và con này cũng là cuối video của em. Nhìn đồng đẹp sướng. Nay đi lại muốn nay nay. Vâng, con này là con cuối cùng của hàng đẹp bên em nhé các bác nhé. Con cuối cùng hàng đẹp này các bác này. Đấy, rõ nét từng cái hoa lá tây. Hoa lá tây nó vặn nó còn cuộn các bác, nó còn vặn nó còn cuộn và đảm bảo các bác là không gãy. Không lứt, không gãy các bác nhé. Nhiều con, nhiều các đơn vị là gứt lứt, cả gãy này vận chuyển gãy là người ta hàn lại chuyện bình thường các bác. Em cam kết các bác là không lứt, không gãy luôn. Đây các bác này, đấy, nhìn những cái con nó kém hơn tí các bác. Con này khoảng tầm 13 triệu rưỡi các bác, 13 triệu rưỡi các bác. Nhìn còn hoa văn, những cái bộ này còn không có hoa văn thì các bác, nó cứ lõm, nó lồi lõm nó kiểu gì các bác. Chứ lấy đâu ra được những cái mặt men hạt nó đẹp vàng ươm này. Bộ này là bộ cuối cùng, bộ đẹp của bên em các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi.